không nhận được rằng ngay ngoài đường. Nó ngay ngoài đường rồi nhưng mà nó quá bé mà nó lại không có đường vào. Nó nằm ở giữa cánh đồng. Đường vào thôn, cái việc ngay đầu thôn. Ở cái địa điểm đó, ngay bên cạnh cái tổ của chùa ở đấy. Anh em chúng tôi hôm nay cũng nói lại là cái việc đó, đại biểu trưởng các đoàn thầy ở đấy thì đã nói không có địa điểm, vẫn cứ phải về hội trường. Mà hội trường của cái phường đó là nó bị bằng cái đường đi tặng. Các ông chí đã ăn nghĩ xong thì kế hoạch của chúng ta là về thì bán xã đấy tôi đặt ra. Ví dụ đi về hỏi thăm thôi. Nhất là một ăn bài mà thấy phấn khởi là người ta sẽ hát tiếp. Đấy, thế thì cho nên của ta thì anh ấy thành lọc vào là vừa. Thế tức là có bạn là văn nghệ trong khoảng 40-45 phút thôi. Nhưng mà chúng ta đến sớm thì chúng ta có thể kéo dài hơn được. Nhưng mà chắc chắn đây sẽ là một chương trình văn nghệ rất là tốt. Tôi còn cẩn thận là ở Đại Bác nó có ba cái tốt múa tập thể nhưng mà thiếu những cái múa cá nhân cho nên tôi đã điều thêm cả một cái nghệ sĩ múa của quân khu ba múa cái bài Hoa Chăm Pa rất là đẹp và cho Đại Bác cố gắng thuê âm thanh ánh sáng được thật tốt để phục vụ các cái nghệ sĩ biểu diễn. Cho nên tôi nghĩ rằng là thế này, cái chương trình của chúng ta văn nghệ có là một cái chương trình rất ấn tượng. Và xã tôi bảo là ông làm gì ông làm như quốc gia, ông điều đến 5 nghệ sĩ về thế này, 1-2 nghệ sĩ nó quá, ông làm như chương trình quốc gia bảo quỳnh và khi yên tâm đã làm ấn tượng như thế này. Là cái chỗ văn nghệ thì báo cáo với mình như thế rồi. Thế còn người dẫn chương trình ấy là nghệ sĩ nhân dân Hương Dung sẽ trực tiếp là dẫn chương trình và cô ấy là ngày 15 tới đây nó tới Úc nó quay về nó bảo chương trình như gửi chương trình nó bảo 15 tháng 7 này tức là bao nữa là Hương Dung nó bay Úc về thì tôi gặp nó thì trao đổi hết là Hương Dung nó dẫn chương trình nó rất là quặn để ăn nói với cô nó đóng chạy án là vợ thứ trưởng ấy nghệ sĩ nhân dân Hương Dung đấy cô ấy hát rất hay múa rất tốt. MC cũng là rất là tuyệt vời, tôi bảo em ăn mặc cho nó thật đẹp và hôm bây giờ đặc biệt với quân đội ăn mặc rất đẹp để nó dẫn chương trình và dẫn chương trình kể cả đấy và kể cả trong chung là hai. Thế thì như vậy báo cáo với anh là các văn nghệ sĩ là nòng cốt của quân đội là nòng cốt và người ta sẽ thực hiện một cái chương trình ấn tượng trong cái hai cái điểm thực hiện như vậy. Thế còn như vậy là ở trên Hà Nội một chỗ tôi là ít nhất là có 3 ô tô xuống, một ô tô thứ nhất là chở 40 suất quà và mấy cái thùng bánh và tiền tiếp viên của chỗ hiếu nghị tôi bảo là chuẩn bị cái xe cháu lái xe xuống giao cho tôi thế và sẽ tiếp cận ngay trên giao một xe ô tô của nghệ sĩ Quang Bảo đón Tố Nguyên đón Hương Trang Phen. Thế còn một xe của gia đình tôi và xã người tôi đi đi để có Hương Dung với một nghệ sĩ múa với Thúy Mịch. Thế tức là ở trên chúng tôi ở Hà Nội là có 3 xe và 8 giờ chúng tôi cũng có mặt đã hợp đồng xong, hợp đồng xong hết rồi. Thế còn cháu còn đối với tôi có gửi đến anh Trung Bộ trưởng Bộ Công Thương, anh đang ở đơn vị sĩ, tôi gửi cái kế hoạch và tôi đến tận nhà tôi nói chuyện với cả vợ chồng đấy, anh ấy vui vẻ anh nhận lời thế nhưng mà rồi không biết anh có đến được hay không. Rồi mình cứ đến nói với đồng đội đồng chí cho nó kín kẽ hết thế mà tham gia được hai công đội nghệ thuật kỳ tâm ở đây là chúc báo cáo với anh như thế. Và từ nay cho đến ngày 18 tháng 8 chỉ có hơn một tháng thôi, quá trình có vấn đề gì thì như vậy là tôi sẽ thường xuyên trao đổi trong cái nhóm 19/8 đối với anh em. Nhưng mà tinh thần quyết tâm cao của tôi và gia đình tôi là cố gắng tổ chức cái chương trình này cho nó thật tốt, thật ấn tượng và cũng như các anh nói với tuổi tác sức khỏe của mình chúng ta không có điều kiện làm lại lần thứ hai đâu, cùng lắm có thể trung đoàn chúng ta có thể về được cái địa phương chúng ta không thể nghỉ được đâu. Cho nên là thôi anh em chúng ta cùng bắt tay nhau cố gắng tổ chức cái chương trình này cho nó thật tốt, thật ấn tượng, thật hoành tráng và ra về và chúng ta rất là phấn khởi. Đây là tinh thần báo cáo với các anh, tôi xin nói ý như vậy. Thế còn các anh bảo là không biết ăn mặc thế nào, đeo đúng nào, tôi dùng cái ảnh của tôi gửi vào cái nhóm ở đấy, ăn mặc đeo phủ hiệu hùng tất cả các thứ của tôi đeo như thế là chuẩn, rất là chuẩn quân đội của các anh, như thế các anh đeo. Thế còn nếu mà có được cái cầu vai quân hàm nữa thì sẽ rất tốt, rất đẹp. Nếu mà các anh cố gắng bố trí được, anh em nào có điều kiện như thế thì càng tốt. Và tôi thấy như trước tôi phát biểu, tức là những cái lần họp cựu chiến binh chúng ta ăn mặc quân đội chúng nó đẹp và
những cái công việc thì có anh em có mà chúng ta xuất hiện cái đội hình tuyệt trinh bình ăn mặc quần phục đẹp như thế là rất là tốt, rất là được. Nhanh lên nào, từ từ để bà ra ấy. Bà ra bà nhá. Mình ngồi xuống thì mới hết chứ đứng là chết. Đứng chết thì sau. Đấy, đợi mỗi bà chưa ra đấy. Đang đợi. Đây đây đây. Có cốc không? Có cốc đâu? Có cốc không? Cái này mắm bà đẻ luôn này. Mắm cho đẹp chơi luôn đó. Như thế này là thấy thành công rồi. Mũ ấy vào lại vẫn cho cái ngọc làm gì cơ. Ngồi đây. Bà sướng ngồi đây. Đây bà sướng ngồi xem bên kia. Bà sướng ngồi đây. Đây. Nặng hết cả tay của đứa này. Mọi người bỏ hết tay rồi. Như thế này là thấy thành công rồi. Đúng rồi. Cho bây giờ. Cho cái mấy cái chướng này vào đấy ra. Quay cho rồi bỏ cái mũ xuống. Đấy. Nó đẹp. Thế đẹp ngay. Mau lên. Anh bảo xong lưng. Thằng bên này. Như của tôi in cho anh thêm mấy chục cái để anh kè anh hiếu hủy hội cho nó có màu cờ sắc áo. Ok. Ngồi xuống. Tất cả ngồi. Tôi cầm càng nhá. Hai ba. Thành công. Con sao phải lên như các anh ạ chứ không phải xuống nữa đâu. Ai đến nhà tôi có cái bạn thì chồng mất rồi mày đi nhỉ? Hiền. Hiền cái cháu. Mà Long thì mày đi rồi. khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên Vị Xuyên